Xin thân ái kính chào tất cả cô chú anh chị em đến với bài học Kinh Thánh hàng ngày. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học bài học của ngày 25 tháng 6 năm 2023 với đề tài đó là tự xét lòng mình. Xin ta cùng cầu nguyện. Thì Chúa giáo của chúng con học lời của Chúa. Xin giờ này dẫn dắt chúng con, dạy dỗ chúng con để mỗi người trong chúng con khi học bài học này đều nhận được sự dạy dỗ từ nơi Chúa. Chúng con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Phần Kinh Thánh của chúng ta trong Châm Ngôn đoạn 20 câu 8 và câu 9. Vua ngồi trên ngôi xét đoán, lấy mặt mình đánh tan các điều ác. Ai có thể nói ta đã luyện sạch lòng mình, ta đã trong sạch tội ta rồi. À, bây giờ chúng ta cùng xem phần bài học. Câu ghi nhớ ở trong câu 9. Ai có thể nói ta đã luyện sạch lòng mình, ta đã trong sạch tội ta rồi. Câu hỏi suy gẫm. Con người thường là tự xét đoán mình ra sao? Làm thế nào con người được kể là sạch tội? Bạn tự xét lòng mình thế nào để nhận được sự tha thứ bởi lòng nhân từ của Chúa? Châm ngôn đoạn 20 câu 9 phần B là lời tuyên bố về sự tự xét đoán của mỗi người. Vua Chúa có thẩm quyền xét đoán như trong câu 8, nhưng không phải lúc nào cũng xét xử đúng đắn, công bình. Con người có thể vô tội trước tòa án, nhưng chính tận lương tâm họ mới biết mình thật sự trong sạch hay không. Bên cạnh đó, con người có khuynh hướng xét đoán người khác, nhưng ít khi tự xét đoán mình cách nghiêm chỉnh. Họ dễ thấy cọng rác trong mắt người hơn là cây đà trong mắt mình, như trong Luca đoạn 6 câu 42. Lý do là vì thước đo lương tâm, đạo đức của con người thiếu khôn ngoan và hay thiên vị. Mọi đường lối của con người đều là trong sạch theo mắt mình, nhưng Đức Giê-hô-va đánh giá tấm lòng. Châm ngôn đoạn 16 câu 2. Sự công chính phải căn cứ trên tiêu chuẩn điều răn của Chúa. Trong thực tế, chẳng ai khi tra xét bản thân thật thấu đáo mà dám nói ta đã luyện sạch lòng mình, ta đã trong sạch tội ta rồi. Trước sự thánh khiết của Đức Chúa Trời, con người không thể tự cho mình thánh sạch. Khi tội lỗi đã vào trong thế gian, làm sao loài người được công bình trước mặt Đức Chúa Trời? Kẻ nào bị người nữ sinh ra sao cho là trong sạch được? Gióp đoạn 25 câu 4. Nhiều người cố gắng tu luyện, cố gắng giữ trong sạch, nhưng chính họ phải nhận biết việc giữ lòng thật sạch, trong sạch là việc không thể làm được. Đây là kinh nghiệm của vua Salomo. Thật chẳng có người công bình ở trên đất làm được thiện mà không hề phạm tội. Truyền Đạo đoạn 7 câu 20. Đã là có người, ai cũng phạm tội và không ai có thể tự mình làm gì để trở nên vô tội. Có người chỉ được kể là công bình khi biết tự xét mình, nhận biết tội lỗi, ăn năn và tìm đến sự cứu chuộc qua Chúa Giê-xu. Lời Chúa phán, vì mọi người đều đã phạm tội thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình, nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Giêsu Christ. Roma đoạn 3 câu 23 và câu 24. Do vậy, khi cơ đốc nhân đã được Chúa cứu, phải luôn tự xét lòng mình, cầu nguyện ăn năn và xin Chúa Thánh Linh giúp tránh xa những cám dỗ tội lỗi. Vì Đức Chúa Trời là ánh sáng, nên nếu chúng ta nói mình tương giao với Chúa mà cứ mãi bước trong bóng tối của tội lỗi là tự dối mình, dối Chúa, như Giăng nhất đoạn 1 từ câu 5 đến câu 6. Cầu xin Chúa giúp cho mỗi chúng ta biết tự xét lòng mình, nhận biết mình là con người tội lỗi, lòng chúng ta không thể nào thánh khiết, lương tâm chúng ta không thể nào vô tội, để chúng ta nhờ lời Chúa thanh tẩy liên tục, hầu nhận được sự tha thứ bởi lòng nhân từ và thương xót vô biên của Đức Chúa Trời. Nha, cảm ơn Chúa. Và với bài học ngày hôm nay đó là tự xét lòng mình, lại có một câu hỏi hỏi của chú anh chị em. Cô chú anh chị em có đang giận ai không? Của chúng em có đang bằng mặt mà không bằng lòng với ai không? Của chúng em có đang không nói chuyện được với ai không? Hay là bây giờ mình xét hết tất cả những người mà chúng ta trong cái mối quan hệ từ trong nhà Chúa cho đến ở bên ngoài, có cái người nào mà chúng ta đang cảm thấy rằng mình không có muốn gặp người đó, mình không nói chuyện được với người đó. Và thậm chí có người nào nói có ông đó không có tôi, có bà đó là không có tôi. Là nhớ một mục sư đã hỏi. Bây giờ nếu như cô chú anh chị em nói rằng không có ông đó
Nếu có ông đó thì không có tôi. Như vậy thì vào thiên đàng có ông đó thì cô chú anh chị em ở đâu? Phải không? Và cái câu đó làm cho nhiều người phải suy nghĩ lại và thấy rằng nếu mà mình còn giận cái ông đó thì đúng là ông đó vào thiên đàng, mình không tha thứ, chắc mình ở dưới địa ngục rồi. Bây giờ hãy xét lại lòng mình. Hãy xét lại lòng mình. Mình đang lên án ai? Mình đang cảm thấy ai là người có lỗi? Mình thường không thấy lỗi của mình. Mình luôn luôn cho rằng tôi đúng. Tôi chuyện này tôi nhận định đúng. Mà thật sự nếu như chúng ta đang nhận định đúng mà chúng ta vẫn giận anh em của mình thì chúng ta cũng sai nữa. Bởi vì ghét anh em mình hay là giận anh em mình là mình đã là phạm tội giết người rồi. Như vậy thì tất cả chúng ta đều rơi vào trong trường hợp này hết. Thật sự. Có những lúc nó có những cái lâu lâu lắm, những cái mối mà coi như cái sự giận đó, cái sự ghét bỏ đó nó kéo dài dai dẳng ngày này qua ngày khác. Đến độ rồi chúng ta nói làm sao? Không, tôi không còn giận nữa nhưng mà tôi không biết chơi chung được, tôi không gặp được. Tôi không còn giận, tôi không còn nhớ gì trơn nhưng mà thôi thôi tôi cũng không có bình thường được với người đó. Như vậy thì rõ ràng vẫn còn. Khó phải không cô chú anh chị em? Có những cái mối quan hệ, những cái sự rạn nứt lâu lâu lắm rồi mình cũng phải xét lại, xét lòng mình, xét lại rồi cái trung hạn, có nghĩa là hồi nãy là cái dài hạn, bây giờ cái trung hạn có nghĩa là cũng khá lâu, cũng hơi lâu lâu nhưng mà tôi còn nhớ. Rồi xét cái mới đây gần đây nhất, có thể qua hôm kia, trong vòng 1 tháng trở ra đây, mình còn giận ai, mình đang còn có một cái mối quan hệ nào rạn nứt. Hãy xét lại lòng của mình để rồi buổi tối hôm nay xin Chúa cho chúng ta ăn năn với Chúa và nói với Chúa: Chúa ơi, con không muốn cái điều đó nó xảy ra. Con không muốn cái sự hiểu lầm giữa anh em con xảy ra. Con không muốn lòng của con có cái điều cay đắng. Con không muốn lòng của con có cái điều buồn phiền như vậy. Xưng ra với Chúa để Chúa giúp cho chúng ta. Chúng ta không làm được gì đâu cô chú anh chị em ơi. Bởi vì Chúa nói ngoài ta các ngươi không làm được gì hết. Phải ở trong Chúa, mà ở trong Chúa thì phải vâng theo lời của Chúa và phải tha thứ. Có thể mình nói rằng ồ, tôi không ngờ giờ tôi phát hiện ra cái ông đó, cái anh đó, cái chị đó trước giờ nó lúc nào cũng Chúa Chúa, tôi tưởng nó thánh thiện lắm nhưng mà bây giờ tôi phát hiện là ôi con người cũ tội lỗi thế này thế kia, mình đang sai rồi đó, mình đang lọt vào cái trường hợp đó là xét đó anh em mình và thiếu tình yêu thương, thiếu sự tha thứ. Chung quy là tất cả là vì có thiếu yêu thương, thiếu tha thứ và thiếu sự tin kính Chúa hay đức tin đặt vào nơi Chúa. Nếu như mình tin, đức tin mình đặt vào nơi Chúa thì tại sao mình còn nghi ngờ sự hiện diện của Chúa? Mình xét đó anh em của mình. Chúa, nếu Chúa hiện diện thì Chúa có biết cái điều đó xảy ra không? Có. Chúa có biết ông A bà B đang như vậy không? Có. Như vậy thì mình tin rằng Chúa có cái cách để mà sửa trị hay là có cái cách để mà giúp cho ông A ông B đó không? Có. Mà nếu mình tin như vậy thì phải phó thác cho Chúa chứ, tại sao mình lại bất mãn, tại sao mình lại ngã lòng? Xin Chúa giúp cho chúng ta để chính mỗi chúng ta xét lại lòng mình. Rồi nếu như mình có những cái sai phạm nào, đây là cái điều khó nhất, khó nhất, khó vô cùng của chính em. Lầm lỗi của mình, những vi phạm của mình, những tội lỗi của mình nó làm ảnh hưởng đến người khác. Và bây giờ mình làm sao để mà mình chuộc lỗi đây? Khó lắm. Tội lỗi hay là vi phạm nó đã làm cho chúng ta bị coi như là hậu quả luôn luôn có đó, của chúng em là thường nói của chúng em. Hậu quả luôn luôn có mà bây giờ mình đã làm rồi. Đã lỡ rồi, bây giờ mình cũng đã thấy sai rồi. Mình cũng đã ăn năn rồi nhưng mà gần như là cái tổn thất đó, cái hậu quả đó nó vẫn còn dai dẳng. Cần lắm sự tha thứ là như vậy. Vì nếu không á, những anh em mình rơi vào cái trường hợp đó hay chính mình rơi trường hợp đó mình mới hiểu nó khổ sở vô cùng. Xin Chúa thương xót. Cho nên Chúa nói khi mà Chúa tha thứ là Chúa không có, chúng ta nhớ là phương Đông xa cách phương Tây như thế nào thì Chúa đem tội lỗi chúng ta, Chúa quăng xa như vậy. Có nghĩa là không có
vịn vô cái cớ đó để mà phạt chúng ta hoài. Nếu chúng ta thật sự ăn năn, Chúa tha thứ rồi, Chúa không nhớ nữa. Chỉ có những tội lỗi mà chúng ta không ăn năn, không xưng ra mà thôi, thì nó vẫn còn đó. Cho nên chúng ta là ai mà khi Chúa tha thứ cho anh em mình mà mình lại còn nhớ, mình còn trì trước anh em của mình. Bài học hôm nay đó là tự xét lòng mình, là tin chắc rằng nhiều điều lắm của chúng anh chị em, nhiều điều vô cùng. Mình hãy xét mình trước khi mình trách người khác. Mình hãy xét mình thật sự mà nói, xét tới đâu thấy sai tới đó, xét tới đâu thấy lỗi mình tới đó. Chỉ có mình cố gượng rồi cố đổ lỗi cho người khác thôi, chứ nếu mình nhìn đi mình sẽ thấy lỗi ở chỗ mình đó. Xin Chúa cho để chúng ta mạnh mẽ nhận ra cái lỗi của mình, mạnh mẽ sẵn sàng tha thứ cho lỗi của người khác và chạy đến với Chúa để xin Chúa. Người đắc thắng đó là người nhận ra cái lỗi của mình rồi xưng ra mới thắng. Người mạnh mẽ, người trưởng thành là người sẵn sàng nhận lỗi, sẵn sàng hạ mình. Đó mới là cái người trưởng thành. Câu hỏi của bài học đó là bạn có tự xét lòng mình với Chúa mỗi khi tương giao với Ngài không? Nha, mình cầu nguyện đó, mình có xét mình trước chưa? Hay là mình chỉ xin thôi, mình không thấy mình có lỗi. Xin ta cùng cầu nguyện. Kính lạy Chúa, xin chỉ dạy con thấy những tội con phạm và giúp con biết ăn năn với Chúa. Xin nhắc nhở con, dạy dỗ con đi trong ánh sáng thánh khiết của Ngài. Và Chúa ơi, xin cho chúng con có tình yêu thương mà chính Chúa đã yêu chúng con. Khi Chúa nhìn chúng con là những tội nhân, Chúa thấy thương lắm. Chúa muốn cứu, Chúa muốn tha thứ. Xin Chúa cho chúng con nhìn nhau với cái nhìn đó, thương anh em chúng con, muốn giúp anh em chúng con, sẵn sàng tha thứ cho anh em chúng con. Và khi chúng con yêu thương nhau, chúng con tha thứ nhau thì chúng con sẽ sống hòa thuận được. Xin Chúa giúp và Chúa dạy chúng con. Con xin Chúa giúp cho con cái của Ngài, nhất là nhóm học kinh thánh yêu thương, nhất là những người học cùng với con, để chúng con trên hết mọi điều, chúng con có tình yêu thương của chính Chúa, để chúng con tha thứ nhau. Chúng con cảm ơn Chúa và chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.